Chiến thần thánh y, Đường Tuấn. Chương 3201, đến lúc đó hãy xem thế nào. Trong mắt Chiến Hùng Thần Quân tràn đầy sự tức giận, gần như muốn nổ tung. A Bảo khinh thường liếc ông ta một cái rồi nói, ôi, thịt hôi thối của ông vừa già vừa cứng, thử làm lại một lần nữa xem sao. Sau khi nói xong, nó cười tâu toét với Chiến Hùng Thần Quân. Hàm răng sắc nhọn trắng như tuyết và nụ cười lạnh lùng khiến Chiến Hùng Thần Quân không khỏi run lên. Không phải vì ông ta nhát gan mà là sợ bị con chó nhỏ này cắn thêm một lần nữa, thật sự ông ta không muốn trải qua cảm giác đó lần nữa. Lúc này Chiến Hùng Thần Quân lâm vào tình thế khó xử, ai mà ngờ được miệng của một con chó nhỏ lại có sức mạnh cấp thần quân như vậy. Cổ Hạo, Ngao Phồn và những người khác ở phía xa càng kinh ngạc không nói nên lời khi thấy cảnh tượng này. Bọn họ nhìn nhau lần lượt run rẩy, cũng may là lúc trước bọn họ không đấu với miệng con chó nhỏ này, nếu không thì thật sự sẽ rất mất mặt. Chiến Hùng, được rồi. Ngay khi Chiến Hùng đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, một giọng nói rất lớn vang lên giữa hiện trường. Ngao Nguyên xuất hiện trong không khí trên hiện trường. Ánh mắt ông ta bình tĩnh nhìn Đường Tuấn, mơ hồ nở nụ cười, nói, bác sĩ Đường, Long tộc tôi quá hiếu chiến đã quấy rầy cậu rồi, thật sự xin lỗi. Đường Tuấn cười đáp lại, không sao, cũng không đến nỗi bị quấy rầy, nhưng là thực lực thực sự của Long tộc khiến tôi được mở rộng tầm mắt, cũng may mắn rằng tôi nuôi được một con chó nhỏ có thực lực không tồi. Ánh mắt Ngao Nguyên hơi thay đổi, cuối cùng cũng kìm được lửa giận trong lòng rồi nói, vậy thì chúng ta sẽ không làm phiền cậu nữa. Nhưng tôi muốn nói với bác sĩ Đường một câu, đó là Long Thái Tử của chúng tôi sắp trở về, đến lúc đó có lẽ sẽ tìm đến cậu để ôn lại chuyện cũ. Ngoặc kép. Nói xong, ông ta cùng Chiến Hùng Thần Quân rời đi. Một cuộc chiến đã kết thúc theo một kịch bản như vậy. Chỉ trong một ngày, năm cao thủ của Long tộc lần lượt mất đi thanh trường kích vào tay Đường Tuấn. Hơn nữa một vị thần quân cũng mất mặt, quả thật không ai có thể tin được. Rất nhiều thế hệ trẻ của Long tộc đều rất buồn bực. Dường như Đường Tuấn không yếu như bọn họ tưởng tượng mà mạnh mẽ một cách quá đáng. Nhưng tin tức Ngao Nguyên được tiết lộ ra đã một lần nữa vực dậy tinh thần của những người này. Long Thái Tử sắp quay trở về, đến lúc đó nhất định sẽ phải chiến đấu với Đường Tuấn một trận. Bọn họ tin tưởng tuyệt đối vào Thái Tử Long Tộc và tin rằng anh ta có thể lật ngược tình thế. Trong hang động nhỏ, A Bảo vừa chơi với Vạn Lôi Châu vừa lo lắng nói, nhóc Đường, Thái Tử Long Tộc nhất định không tầm thường, cậu có nắm chắc phần thắng không? Nếu thực sự không thể thì hãy để tôi ra tay, ngoặc kép. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mặc dù không phải là loại thái cổ, nhưng nó cũng rất đặc biệt và tự tin rằng mình có thể so sánh với Long tộc. Đường Tuấn lắc đầu nói, đến lúc đó hãy xem thế nào. Mặc dù có thể giết chết con sư tử lớn ở cảnh giới thần quân trung kỳ nhưng không có gì chắc chắn tuyệt đối với Ngao Vấn Thiên, nhiều nhất chỉ có thể là 50-50. Nếu tôi ở cùng cảnh giới với anh ta, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng mình có thể nghiền nát anh ta. Đôi mắt Đường Tuấn híp lại. Trong vài ngày tới, sẽ không có ai tới hang động nhỏ để gây phiền phức cho Đường Tuấn. Chương 3202, anh muốn nói cái gì? Về phần bảo đám người Cổ Hạo, Ngao Phồn làm mất, bọn họ cũng không còn mặt mũi mà đòi lại. Chẳng bao lâu, 9 ngày đã trôi qua, vào ngày thứ 10, bầu không khí trong Định Long giới bắt đầu trở nên ngột ngạt. Bởi vì hôm nay là ngày hẹn cuối cùng Ngao Nguyên và Đường Tuấn. Nếu không ai có thể giành lại vùng đất hóa rồng từ tay của Đường Tuấn thì anh sẽ tiến vào vùng đất hóa rồng. Chính vào lúc này có tin tức cho biết Long Thái Tử đã trở về rồi. Xa xa trên bầu trời, một luồng khí tức kinh người phát ra khiến cho tất cả sinh vật bên dưới đều cảm nhận được một cỗ uy áp lớn. Thần Long Tử Kim với thân hình 100 mét đang phát ra hàng vạn tia sáng từ khắp cơ thể, tốc độ bay nhanh. Phù 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 phù. Trong Định Long giới. Tất cả các tu giả dưới cảnh giới thần quần cảm nhận được sự uy áp này đều quỳ xuống và nói chào mừng Thái Tử trở về. Giọng nói đi sông thẳng lên trời cao vang vọng khắp trời đất. Long Thái Tử bay thẳng qua hang động nhỏ nơi Đường Tuấn đang ở đó. Sau khi một tia sáng lóe lên, tử kim thần long dài 100 mét biến thành một thanh niên cao lớn khôi ngô tuấn tú, đó chính là Ngao Vấn Thiên. Anh ta nhìn xuống phía dưới, liếc nhìn với thái độ kiên quyết nói, Đường Tuấn. Còn chưa đi ra đây. Đường Tuấn và A Bảo ra khỏi hang nhỏ, ngước nhìn Ngao Vấn Thiên.
Mặt chó của con thú nhỏ đột nhiên có chút sụp đổ, nó tự nhủ, thực lực của tên này còn kinh khủng hơn ta tưởng. Nếu thực lực của ta khôi phục toàn bộ thì có lẽ ta mới có thể chiến đấu với anh ta. Nó ở trong ma địa quá lâu, tuy huyết mạch bất phàm nhưng dù sao vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, thậm chí một số ký ức của nó cũng đã bị mất rồi. Mí mắt Đường Tuấn giật giật, khí thế của Ngao Vấn Thiên mạnh hơn trước gấp trăm lần. Anh ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Tuấn và A Bảo, cuối cùng lắc đầu, trong mắt mang theo chút thất vọng, nói, Đường Tuấn, tôi đã đánh giá anh quá cao rồi. Không ngờ anh vẫn chưa bước vào thần cảnh khiến tôi có chút thất vọng. Anh đã tiêu tốn quá nhiều thời gian trên y đạo, tu hành nhất đạo nếu không thể dũng cảm và siêng năng, chỉ có thể rớt lại phía sau người khác. Đường Tuấn trầm giọng nói, anh muốn nói cái gì? Ngao Vấn Thiên tỏ vẻ thản nhiên và nói, anh không còn xứng đáng để đấu với tôi nữa. Sau khi tôi đột phá cảnh giới thần quân cho đến nay đã đánh bại 30 vị thần quân sơ kỳ và 2 vị thần quân trung kỳ. Mà anh thì vẫn ở đỉnh phong của động hư cảnh. Anh ta chỉ vào con thú nhỏ A Bảo và hét lên, đừng tưởng rằng tôi đang nói đùa với sao. Anh khiến cho thủ lĩnh Chiến Hùng mất mặt, chỉ vì con chó con này. Nhưng tôi nói cho anh biết, trước mặt Chí Tôn Long tộc tôi thì bất kỳ yêu tộc nào cũng phải quỳ xuống. Ngoặc kép. Vừa dứt lời, Ngao Vấn Thiên mở miệng vang lên một tiếng rồng gầm. Long uy áp đảo cuồn cuộn hoành tráng khiến sắc mặt A Bảo đột nhiên thay đổi, khóe miệng tràn ra tia máu, trên người lưu chuyển ánh sáng màu đen. Dường như nó đã dùng. Chương 3203, vậy thì lần này thái tử quay về là vì chuyện gì? Ngao Vấn Thiên không muốn nhìn thấy vẻ mặt của Đường Tuấn nữa, anh ta xoay người rời đi, lời nói lạnh lùng chậm rãi truyền đến, lần này tôi trở về là để ngăn cản anh tiến vào vùng đất hóa rồng. Nhưng tôi biết rằng nếu tôi đánh anh như thế này thì nhất định anh sẽ không phục. Tôi sẽ cho anh một cơ hội nữa để tiến vào vùng đất hóa rồng. Sau khi anh ra khỏi vùng đất hóa rồng, tôi sẽ đấu với anh một lần nữa và tôi sẽ khiến anh phải tâm phục khẩu phục. Ngoặc kép. Sau khi trải qua sự im lặng trên khán đài thì đã có những tràng náo động bắt đầu bùng nổ. Long thái tử bá khí, long thái tử uy lực. Yêu khuyển đó thật là thô lỗ, đáng lẽ nó phải được dạy cho một bài học. Đừng nói để anh ta tiến vào vùng đất hóa rồng một lần, cho dù tiến vào 10 lần thì cũng không phải là đối thủ của long thái tử. 10 ngày trước, sự bối rối mà Đường Tuấn gây ra cho long tộc đã hoàn toàn được giải thoát sau sự trở về đầy bá khí của long thái tử. Đường Tuấn bế thú nhỏ A Bảo lên, nhìn thật sâu bóng lưng long thái tử rời đi, cuối cùng mới bước vào hang động nhỏ. Khi long thái tử đáp xuống biệt thự của Ngao Nguyên, Cổ Hạo và những người khác ngay lập tức bước ra chào đón với vẻ mặt vô cùng kính trọng. Sắc mặt Ngao Nguyên hơi thay đổi nói, thái tử, tu vi của cậu. Ông ta cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ từ trên cơ thể Ngao Vấn Thiên khiến trái tim mình run lên. Về lý mà nói, Ngao Vấn Thiên mới đột phá tới cảnh giới thần quân chưa được bao lâu cho nên không thể gây áp lực nhiều như vậy cho anh ta. Ngao Vấn Thiên nói, lần này ra ngoài tôi đã thu hoạch được rất nhiều, e rằng ít ngày nữa mình sẽ bước cảnh giới thần quân trung kỳ. Bây giờ, dù là Ngao Nguyên hay Cổ Hạo và những người khác, sắc mặt của họ đều thay đổi rõ rệt. Sự thăng cảnh giới này có phần quá đáng sợ rồi. Ngao Vấn Thiên lắc đầu nói, lần này tôi trở về là muốn đấu với đạo nhất. Thăng cảnh giới của anh ta cũng không chậm hơn của tôi. Muốn đánh bại anh ta, tôi nhất định phải nhanh chân lên. Ngoặc kép. Ngao Nguyên giật mình nói, vậy thì kết quả như thế nào? Ngao Vấn Thiên nói, cách nhau rất xa, chúng tôi mỗi người ra một chiêu và cả hai không ai có thể làm gì đối phương. Ngao Nguyên lại một lần nữa giật mình, ông ta hiểu rõ hơn đám người Cổ Hạo về sự kinh khủng và lai lịch của đạo nhất thần tử. Ngao Vấn Thiên đã có thể đạt được chiến tích như vậy cũng đã khiến ông ta thực sự không ngờ tới rồi. Ngao Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng rồi nói, về phần Đường Tuấn, hừm, lần này tôi trở về cũng không phải là vì anh ta. Tôi ép anh ta thế này, nếu như anh ta biết xấu hổ rồi dũng cảm, siêng năng, có thể có cơ hội đuổi kịp tôi và đạo nhất. Nếu không anh ta chỉ có thể ở phía sau lưng hai chúng tôi hít bụi. Ngoặc kép. Sắc mặt Ngao Nguyên có hơi thay đổi, ông ta nói, vậy thì lần này thái tử quay về là vì chuyện gì? Vẻ mặt của Ngao Vấn Thiên đột nhiên có chút cáu kỉnh, anh ta xua tay nói, bây giờ tạm thời tôi sẽ không nói chuyện này. Nói tóm lại một câu, bây giờ Đường Tuấn không đáng. Chương 3204 đây chính là đại bản doanh của hải tộc. Ngao Nguyên gật đầu đồng ý.
Khi thực lực của Ngao Vấn Thiên càng ngày càng mạnh thì tiếng nói của anh ta trong long tộc cũng sẽ càng ngày càng tăng lên. Lúc này, trên một hành tinh khổng lồ, ở đó không có đất liền mà tất cả đều là biển vô biên vô tận. Trên mặt biển, từng binh sĩ có vũ khí đang tuần tra, tất cả đều là tu hành giả ở trên cảnh giới hóa thần. Đây chính là đại bản doanh của hải tộc. Bên dưới mặt biển vô tận là những cung điện khổng lồ nguy nga và xa hoa. Vào lúc này, có một tiếng hét đầy giận dữ vang lên từ một cung điện, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không kết hôn. Tôi sẽ không kết hôn với gã kiêu ngạo có đôi mắt trên trán Ngao Vấn Thiên đó đâu. Bên trong cung điện, gương mặt xinh đẹp của Thủy Miểu Miểu đầy tức giận. Cô ta đập vỡ rất nhiều những vật khí khác nhau được đặt trong cung điện thành từng mảnh. Vài người hầu gái đang run rẩy đứng ở bên cạnh, vốn bọn họ không dám nói gì cả. Ngoài mấy người hầu gái, trong cung còn có vài vị trưởng lão của hải tộc, trong lòng bọn họ đều thầm thở dài. Thủy Miểu Miểu vẫn luôn là niềm tự hào của hải tộc, bây giờ đã bước vào cảnh giới thần quân và rất có thể trong tương lai cô ta sẽ trở thành nữ hoàng của hải tộc. Trong toàn bộ hai tộc, không ai từng nghĩ đến chuyện Thủy Miểu Miểu sẽ kết hôn. Nếu có kết hôn thì cũng là gả cho thanh niên tuấn kiệt của hải tộc, nhưng không ai có thể ngờ rằng người Thủy Miểu Miểu thực sự sẽ lấy là Ngao Vấn Thiên thái tử của long tộc. Điều khó tin hơn nữa là hôn ước này thực sự là do những vị chí tôn của hải tộc định đoạt, nghĩa là không thể thay đổi. Cho nên cho dù là những trưởng lão của hải tộc cũng vô cùng khó hiểu thì cũng không thể làm gì được. Công chúa, thái tử long tộc cũng không tệ như người nói. Tôi nghe nói rằng anh ta đã đánh bại 30 tu hành giả có cảnh giới thần quân sơ kỳ và hai vị thần quân trung kỳ, không bao lâu nữa sẽ tiến đến cảnh giới thần quân trung kỳ. Xét về tu chất tu luyện mà nói, anh ta đứng hàng đầu nên cũng có thể coi là xứng đôi vừa lứa với công chúa. Đợi đến khi Thủy Miểu Miểu đập phá có vẻ mệt mỏi, một vị trưởng lão đã khuyên như vậy. Mí mắt Thủy Miểu Miểu giật giật, cô ta không quan tâm Ngao Vấn Thiên là ai. Điều quan trọng là cô ta không hề thích anh ta. Hơn nữa sau chuyến đi đến ma địa trở về thì đã một bóng người đã lặng lẽ xuất hiện trong lòng cô ta. Tên này, không phải tôi bảo anh ấy tới hải tộc thăm phụ hoàng sao? Tại sao anh ấy vẫn chưa đến? Thủy Miểu Miểu nghiến chặt hàm răng bạc, trong lòng thầm nói, anh dùng hai loại thần y bất chấp thiên hạ làm xính lễ, lẽ nào phụ hoàng tôi vẫn không đồng ý hôn ước của chúng ta sao? Đến lúc đó, toàn bộ hải tộc sẽ làm của hồi môn. Cũng đâu rẻ hơn so với hai kỹ năng thần y nghịch thiên của anh. Ngoặc kép. Thủy Miểu Miểu thực sự nghĩ không thông, có phải vì ám hiệu của cô ta không đủ rõ ràng không? Mấy ngày nay, Long Thái Tử đã trở về Định Long giới có lẽ là thảo luận với các tộc nhân về việc kết hôn với công chúa. Ngoài ra, dường như Đường Tuấn người tinh thông hai kỹ năng thần y nghịch thiên cũng đang ở Long Tộc, hình như là muốn thách đấu với Long Thái Tử. Một vị trưởng lão khẽ cau mày khinh thường nói, Đường Tuấn này thực sự là to gan. So về y thuật thì 10 Long Thái Tử cũng không phải là đối thủ của anh ta. Nhưng so với sức mạnh của Tu Vi thì một Long Thái Tử có thể đấu 100 người như anh ta. Ngoặc kép. Ông nói cái gì? Chương 3205, tôi muốn đến Định Long giới một chuyến. Ông ta vừa dứt lời, Thủy Miểu Miểu đã chạy tới, nắm lấy cánh tay của vị trưởng lão đó rồi thất thanh nói. Vừa rồi ông nói là ai đi tới Long Tộc. Trưởng lão không hiểu gì nên nói, là Đường Tuấn, là tên lúc trước đã bắt cóc công chúa. Lẽ nào công chúa quên rồi sao? Thủy Miểu Miểu không có tâm tình nghe tiếp những câu phía sau nữa, cô ta sững sờ đứng tại chỗ, đầu óc quay mòng mòng. Hóa ra là anh ta không quên, anh ta muốn tới Long Tộc đánh bại Ngao Vấn Thiên để cho Ngao Vấn Thiên không dám nhắc tới chuyện kết hôn với mình nữa. Anh ta thật sự là có suy nghĩ nghiêm túc, nếu như không phải trưởng lão nhắc tới thì mình đã hiểu lầm anh ta rồi. Nhiều ý nghĩ khác nhau đang lần lượt lóe lên trong đầu Thủy Miểu Miểu. Nếu Đường Tuấn biết được suy nghĩ của cô ta thì không biết sẽ cảm thấy như thế nào. Nhưng sau đó, ngay lập tức Thủy Miểu Miểu nhận ra một vấn đề, bây giờ Ngao Vấn Thiên đang trên đà phát triển mạnh thì liệu Đường Tuấn có thể là đối thủ của anh ta không? Cô ta suy nghĩ một lúc và nói, tôi muốn đến Định Long giới một chuyến. Nghe vậy trưởng lão hải tộc vô cùng kinh ngạc nói, công chúa, theo tục lệ thông thường, khi chưa kết hôn thì cô không được đến Long tộc. Thủy Miểu Miểu hừ lạnh một tiếng rồi nói, tôi không quan tâm, các người sắp xếp đi, nếu các người không đồng ý thì tôi sẽ không kết hôn nữa. Khi đến thời điểm kết hôn, các người tìm một người để gả đi là được rồi. Ngoặc kép. Các trưởng lão của hải tộc nhìn nhau. Cuối cùng thở dài nói, được,
Trong Định Long giới, Đường Tuấn dưới sự dẫn dắt của Ngao Nguyên đã đến một địa giới hỗn loạn. Ngẩng đầu nhìn không thấy bất cứ phong cản gì, chỉ có màn sương mờ ảo bao phủ. Đường Tuấn đã cố gắng chạm vào màn sương bằng thần niệm của mình, nhưng anh ta đã bị chặn bởi một lá chắn vô hình và không thể xuyên qua được. Ngao Nguyên dừng lại ở lối vào, chỉ về phía trước và nói, bên trong đó chính là vùng đất hóa rồng, là nơi mà long tộc chúng tôi lột xác. Trước tiên tôi nói cho cậu biết một tiếng, trong vùng đất hóa rồng có những mối nguy hiểm đáng sợ tiềm ẩn. Nếu như cậu cảm thấy không phù hợp thì hãy thoát ra càng sớm càng tốt để tránh thiệt hại. Đến lúc đó long tộc chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm gì với cậu nữa. Ngoặc kép. Đường Tuấn gật đầu và nói với Ngao Nguyên, hãy nói với Ngao Vấn Thiên đợi đến khi tôi ra ngoài sẽ đấu với anh ta một trận. Nói xong, anh không chút do dự mà bước vào trong địa giới hỗn loạn, bóng dáng của anh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Ngao Nguyên. Ngao Nguyên không nhịn được cười, lắc đầu khinh thường nói, thật sự cho rằng bước vào vùng đất hóa rồng một lần thì thực lực có thể tăng vọt, quả thực là một ý tưởng nực cười. Cho đến nay, Thái tử Long tộc đã tiến vào đó 3 lần rồi. Ngoặc kép. Đập vào trước mắt là một cảnh tượng trắng xóa hỗn độn, không thể phân biệt phương hướng, thần niệm cũng mất đi đất dụng võ. Dưới tình huống như vậy thì sự sợ hãi đã dần dần len lỏi vào trong tâm trí của mọi người rồi từ từ mất đi khống chế. Đường Tuấn chậm rãi đi lại, một tiếng long uy truyền đến từ trong hỗn độn, một tiếng long uy nhàn nhạt di tản trong khắp không gian làm khiếp sợ tất cả những sinh vật dám. Chương 3206 cậu thân là long tử, cũng không nên làm trái lại. Mà giờ phút này, tiếng long uy ấy còn đáng sợ hơn Ngao Vấn Thiên rất nhiều. Lúc này, ở một bãi đất tại vùng đất hóa rồng, trên bãi đất cắm từng thạch trụ vững chãi được vây quanh bởi hai người, thoạt nhìn qua giống như một khu rừng thạch trụ vậy. Ngao Nguyên, Ngao Vấn Thiên còn có những người trông có vẻ là trưởng giả của long tộc đang đứng ở trên từng thạch trụ nhìn xuống vùng đất hóa rồng phía dưới. Ngao Vấn Thiên đứng ở vị trí phía trước, chắp hai tay sau lưng, gió lớn thổi tà áo anh ta bay phất phới. Ở bên cạnh người Ngao Vấn Thiên là một ông lão râu tóc trắng bạc phơ đứng đấy. Về phần những người khác của long tộc đều đứng ở sau lưng của hai người. Ông lão nhếch môi nở ra một nụ cười nhàn nhạt, nói, Vấn Thiên, lần này đại nhân long thần tự mình sắp xếp hôn sự, chắc cậu thỏa mãn lắm nhỉ. Thủy Miểu Miểu đúng là người con gái kiêu ngạo của hải tộc, tuy rằng tu vi thua kém cậu một chút đỉnh nhưng cũng coi là đứng đầu trong số những người trẻ tuổi hiện nay rồi, có thể xứng đôi với cậu. Lời vừa dứt câu, những người long tộc phía sau hai người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên là vừa mới biết được thông tin này. Phải biết rằng hải tộc và long tộc là một trong những chủng tộc mạnh nhất thế giới, có chiến lực cấp tôn giả chấn giữ. Một khi liên hôn thì tương đương với việc sẽ trói buộc chung một chỗ, hai tộc sẽ không e ngại bất kỳ thế lực nào nữa. Sắc mặt của Ngao Vấn Thiên nhất thời sụ xuống, có chút lúng túng nói, đại trưởng lão, ông hẳn là rõ tôi căn bản không thích cô ta. Ý cười trên mặt đại trưởng lão biến mất, vỗ vai của Ngao Vấn Thiên. Nói, tôi biết chuyện này rất không công bằng với hai người cô cậu, nhưng lần liên hôn này là do Long Thần và Hải Thiên Vương tự mình sắp xếp, hai người bọn họ đã sắp xếp như vậy thì tất nhiên sẽ có thâm ý ở trong đó. Cậu thân là Long Tử, cũng không nên làm trái lại. Ngao Vấn Thiên thở dài một hơi, trong ánh mắt có chút bi thương, không kiềm nổi lòng mà nắm chặt tay. Nếu như có thể thì anh thật sự muốn làm trái, bởi vì anh ta cũng đã có người mà mình thích rồi. Đại trưởng lão thở dài, nhưng cũng không nói gì thêm về chuyện này nữa. Anh ta chỉ do dự trong chốc lát rồi nói, Ngao Nguyên, cậu tương đối quen thuộc với Đường Tuấn, cậu nghĩ anh ta có thể đi tới được bước kia không? Ngao Nguyên yên lặng một lúc lâu mới lên tiếng, hẳn là trong tầng thứ 3 và tầng thứ 4. Đại trưởng lão gật đầu nói, một kẻ ngoại tộc có thể đạt được thành tích như vậy là rất không tệ rồi. Tâm trạng của Ngao Vấn Thiên vốn có chút buồn bực. Nghe nói như thế thì không khỏi lộ ra vẻ mặt khinh thường, nói, nếu như anh ta chỉ có thể làm được như thế, vậy thì anh ta thật sự chẳng đáng để làm đối thủ của tôi. Vùng đất hóa rồng rất thần kỳ, trong sương mù trắng xóa này trộn lẫn với sinh mệnh chi năng, là vùng đất chủ phú mà tu hành giả muốn đột phá cảnh giới thần quân. Người của long tộc chia vùng đất hóa rồng thành 9 tầng, long uy của tầng thứ 9 là yếu nhất, long uy của tầng thứ nhất lại cực mạnh. Độ dày của nguyên lực sinh mệnh ẩn chứa trong đó cũng phân bố ra như vậy. Đối với thái độ ngông cuồng kiêu ngạo của Ngao Vấn Thiên, những người có mặt ở đây đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Bởi vì từ trước đến nay Ngao Vấn Thiên trải qua 3 lần ở vùng đất hóa rồng,
lần kém nhất cũng là ở tầng thứ hai, lần tốt nhất còn lại là bước chân vào tầng thứ nhất. Chương 3207, tiền bối là ai? Tuy rằng một lần cuối cùng hộc máu mà về nhưng cũng đủ để kiêu ngạo. Ông lão vuốt râu nói, Vấn Thiên, cậu đã trải qua thử thách long uy và sinh mệnh chi năng của tầng thứ nhất mới đột phá được thần quân, tiềm lực vô hạn. Thiên phú của Đường Tuấn ở trên y đạo, cậu so sánh với cậu ta chẳng có ý nghĩa gì. Trải qua thử thách của long uy mạnh mẽ và sinh mệnh chi năng sau đó thì đột phá đều mạnh hơn đột phá bình thường rất nhiều. Đây là quy luật mà từng lứa long tộc tổng kết lại. Ngao Vấn Thiên lạnh lùng nói, y đạo, trung quy cũng chỉ là bàng môn tà đạo mà thôi. Sáu đại tôn giả của Trung ương Tinh Hải ngày nay có người nào là dựa vào y đạo xưng tôn? Nếu như anh ta một mực si mê y đạo chậm trễ tu luyện, cùng lắm cũng chỉ có thể trở thành bác sĩ thần, mà mục tiêu của tôi là tôn giả, mục tiêu của chúng ta không giống nhau, đã sớm định sẵn rằng anh ta sẽ bị tôi vượt xa càng xa. Ông lão nhướng lông mày, nói, Vấn Thiên, cậu có được những kiến thức này thì tốt nhưng cũng không thể coi thường y đạo. Y đạo cho đến cuối cùng, cũng có những khả năng thần không biết quỷ không hay. Ngao Vấn Thiên không trả lời câu nào, liếc mắt nhìn xuống vùng đất hóa rồng, cười nhạo nói, hiện tại mới đi đến được tầng thứ 5, đúng là gì gì dề dề như con đàn bà, lãng phí thời gian của tôi. Bên ngoài vùng đất hóa rồng có thể cảm ứng được một tia pháp lực chập chờn, dựa vào đó mà đoán được người ở bên trong đi tới nơi nào. Trong vùng đất hóa rồng, Đường Tuấn cũng không vội, anh đã biết lý do vì sao Chu Tước Thần Quân lại khiến anh đi tới vùng đất hóa rồng. Long uy tản khắp hư không tiến vào khiếu huyệt của anh ta, không ngừng tôi luyện pháp lực và thân thể của anh, tiểu thế giới còn lại là chậm rãi thu thập sinh mệnh chi năng. Nếu như anh bằng lòng thì còn có thể dùng tốc độ thu nạp gấp trăm lần bây giờ, nhưng mà không cần thiết. Lần tiến vào vùng đất hóa rồng này là một cơ hội tốt, anh phải quý trọng. Ngộ nhớ anh thu nạp quá nhanh khiến long tộc phát hiện ra rồi hung hăng tống khứ anh ra khỏi vùng đất hóa rồng, vậy thì lợi không đủ bù thiệt hại mất. Đi được một lúc thì Đường Tuấn khẽ động trong lòng, long uy và sinh mệnh chi năng lại mạnh thêm một chút rồi, xem ra đã tiến vào tầng thứ tư. Trước đó Ngao Nguyên cũng đã giới thiệu sơ lược qua tình huống bên trong vùng đất hóa rồng, cho nên việc phân thành 9 tầng anh cũng đã biết. Tầng thứ tư với anh gần như là không có áp lực, Đường Tuấn vẫn đi lại với tốc độ như cũ. Trong lòng anh có chút hoang mang, cái vùng đất hóa rồng này được sinh ra như thế nào, tại sao lại có long uy và sinh mệnh chi năng? Hai thứ đồ này cũng sẽ không thể tự nhiên mà xuất hiện được. Một lát sau, long uy và sinh mệnh chi năng xung quanh cường hóa thêm lần nữa, Đường Tuấn tiến vào tầng thứ ba. Bước chân của Đường Tuấn đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra biểu cảm khiếp sợ. Mà ở thế giới bên ngoài, Ngao Vấn Thiên nhìn được cảnh này thì không khỏi lắc đầu, nói quả nhiên chỉ có thể đến tầng thứ ba. Thất vọng, thật sự thất vọng, vốn tôi còn xem anh ta là đối thủ ngoại lệ duy nhất cơ. Hiện tại xem ra là tôi suy nghĩ nhiều rồi. Trong vùng đất hóa rồng, Đường Tuấn sợ run rẩy. Chương 3208, ra mắt tiền bối. Âm thanh lớn dần rơi xuống, Đường Tuấn đã cảm giác không gian xung quanh bị bóp méo một trận, cả người bị một luồng sức mạnh khổng lồ nắm chặt lấy. Sau khi luồng sức mạnh kia biến mất thì Đường Tuấn đã đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ, trước mặt không còn là một mảnh trắng xóa, nhưng cảnh tượng nhìn thấy khiến anh phải kinh hãi và khiếp sợ. Đường Tuấn rất lâu không nói gì, khẽ nhếch miệng lên, khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Một con tử kim thần long dài đến hàng nghìn km nằm ngang trên mặt đất như một ngọn núi nhỏ, long uy cuồn cuộn tỏa ra từ trên người rồng. Thần long thở ra hít vào, từ trong miệng mũi phun ra một làn xương trắng nhàn nhạt, đây cũng là nơi phát ra xương trắng của vùng đất hóa rồng. Đường Tuấn từ từ hiểu ra tất cả, nhưng trong lòng đã chấn động không nói nên câu. Khí tức của con thần long này quá mạnh mẽ, ở trước mặt thần long anh cảm giác như mình còn không bằng một con kiến hôi, đối phương tiện tay là đã có thể giết chết anh. Trong nháy mắt, long uy và sinh mệnh chi năng di tản trong khắp hư không đã mạnh hơn gấp mấy trăm lần, gần như là điên cuồng vọt vào trong khiếu huyệt và tiểu thế giới của Đường Tuấn. Cho dù thể phách của Đường Tuấn có mạnh mẽ đến thế nào thì cũng cảm thấy có chút khó chịu, rồi đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bắt đầu chủ động vận chuyển thần tàng quyết. Lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ra mắt tiền bối. Đường Tuấn cung kính hành lễ với thần long một cái. Râu rồng của thần long dao động, mắt rồng to lớn nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn, tán thưởng nói, không tệ, không tệ. Tôi quả nhiên là không nhìn nhầm,
cậu mới chỉ là động hư cảnh đỉnh phong vậy mà có thể chống đỡ được long uy và sinh mệnh chi năng của nơi này, mạnh hơn đám hậu bối long tộc đi tới tầng thứ nhất không lâu trước kia nhiều. Cậu ta mới đi đến tầng thứ nhất đã hộc máu không ngừng rồi. Đường Tuấn hỏi, tiền bối, nơi này là? Thần Long cười nói, ở đây, nếu quả thật nói theo sự phân chia thì, nơi này là tầng số 0. Đường Tuấn tuy rằng đã có suy đoán riêng, nhưng lúc này nghe nói như thế thì vẫn là không cách nào hình dung ra được sự khiếp sợ trong lòng. Tiểu bối đến từ trái đất, đã có duyên thì cậu đột phá ở nơi này đi. Không cần cẩn thận từng ly từng tí như trước, cứ việc thu nạp đi, tôi sẽ không cản cậu rời khỏi đây. Nơi này là tiểu thế giới của tôi, những người bên ngoài đó sẽ không thể cảm ứng được sức mạnh chấn động trong nơi này. Thần Long cũng không có ác ý gì với Đường Tuấn, sau khi nói xong thì tiếp tục nằm sấp xuống mặt đất, dùng móng vuốt đùa bỡn râu rồng, thoạt nhìn qua trông rất buồn chán. Đường Tuấn thở dài một hơi trong lòng, lúc này mới hơi rời tầm mắt quan sát toàn bộ bốn phía xung quanh. Chương 3209, vậy thì đáng tiếc quá. Không gian này ngoại trừ thần long dài đến nghìn km ra thì chỉ có một ao huyết trì, sinh mệnh chi năng nồng nặc bắt đầu từ trong huyết trì phát tán ra ngoài. Vị trí của huyết trì cách thần long không xa, huyết trì nồng nặc vô cùng nhấp nháp, thoạt nhìn qua trông rất buồn nôn, nhưng sinh mệnh chi năng cũng dồi dào vô cùng, vượt qua tất cả những thứ bảo vật gì đó mà Đường Tuấn đã gặp qua trước kia. Đường Tuấn yên lặng tới gần ao huyết trì hơn, tiểu thế giới của bản thân đang điên cuồng hút lấy sinh mệnh chi năng nồng nặc phát ra. Bỗng nhiên, cơ thể của thần long bỗng nhiên run rẩy, một âm thanh trầm thấp phát ra từ trong cổ họng, long uy trong không khí cũng càng trở nên đáng sợ hơn nữa. Một tiếng ho khan, tiếp theo là một ngụm máu đỏ nhấp nháp được phun ra từ trong miệng của thần long, chuẩn xác rơi vào trong huyết trì. Long uy của thần long yếu dần, một lát sau mới hồi phục lại. Thần long nói, tôi bị thương nhẹ, đến nay vẫn chưa hồi phục được, bình thường sẽ hộc ra máu đờm. Lâu ngày đã tạo thành cái ao huyết trì đó. Đúng rồi, cậu có muốn đi vào ngâm thử một chút không? Sinh mệnh chi năng bên trong rất dày đặc, rất có ích với việc tu hành của cậu. Đường Tuấn co rút mặt, vốn anh thật sự có suy nghĩ cách tìm cơ hội để vào ao huyết trì này ngâm, nhưng sau khi nhìn thấy nguồn gốc huyết trì từ đâu tới thì dẫu có chết thì anh cũng sẽ không đi vào huyết trì. Bởi vì thật sự có chút buồn nôn. Anh cười khan nói, ý tốt của tiền bối, tôi xin nhận tấm lòng thôi. Sinh mệnh chi năng bên ngoài cũng đủ để tôi xài rồi. Nghĩ đến những sinh mệnh chi năng này đến từ máu đàm nghìn năm tỏa ra, anh đã cảm thấy có chút không được tự nhiên rồi, nhưng dù sao vẫn dễ chịu hơn so với đi ngâm mình trong ao huyết trì. Thần Long khẽ động râu rồng, nói thế nhưng tôi cảm thấy tiểu thế giới của cậu dường như có thể hấp thu nhiều sinh mệnh chi năng hơn nữa, thật sự không muốn tiến vào trong huyết trì một chút hả, rất bổ dưỡng đấy. Đường Tuấn lắc đầu như chống nói, thật sự không cần mà, cảm ơn tiền bối. Thần Long thở dài một hơi nói, vậy thì đáng tiếc quá. Đường Tuấn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng một cái, cuối cùng cũng tránh được một kiếp rồi. Nếu để cho Ngao Phồn và những người liều mạng cũng muốn đi vào vùng đất hóa rồng biết mọi thứ về nơi này, không biết bọn họ sẽ cảm thấy như thế nào đây. Tạm thời vứt bỏ những ý niệm thú vị trong đầu đi, Đường Tuấn nắm chắc thời gian để tu luyện. Tuy rằng nguồn gốc hoàn cảnh của nơi này khiến người khác buồn nôn, nhưng không thể không nói đúng là một vùng đất trù phú để tu luyện. Đường Tuấn ngồi xếp bằng cách huyết trì không xa, tiểu thế giới và thần tàng quyết hoạt động tới cực hạn, đồng thời sức mạnh của tiểu kim và tiểu thanh cũng bị anh thôi động. Chương 3210, tiểu thế giới to thật đấy. Thần Long đang chán muốn chết đột nhiên khẽ phát ra một tiếng ồ, mắt rồng to lớn mang theo sự kinh ngạc nhìn Đường Tuấn, nói, vậy mà lại là phương pháp châm cứu này ư? Lấy cơ thể chứa đựng căn nguyên chi lực, cũng không biết tới cuối cùng cậu sẽ có thể tiếp nhận bao nhiêu loại căn nguyên đây. Toàn bộ tâm trạng của Đường Tuấn đã hoàn toàn rơi vào trong trạng thái tu luyện, bởi vì nơi này có thể nói là nơi an toàn nhất, nếu như thần long này thật sự có ác ý với anh thì anh có dùng toàn lực cũng không có tác dụng. Sinh mệnh chi năng khổng lồ tạo thành một cơn gió lốc trong tiểu thế giới của Đường Tuấn, khiến tiểu thế giới của anh mở rộng trong điên cuồng. 120 km. 150 km, cuối cùng tiểu thế giới dừng ở phạm vi 500 km. Tiểu thế giới của cảnh giới thần quân sơ kỳ dưới tình huống bình thường cũng mới có chu vi 10 km, mà Đường Tuấn lúc này đã có tiểu thế giới có chu vi 500 km. Tính từ diện tích thôi đã gấp 500 lần cảnh giới thần quân sơ kỳ rồi. Tiểu thế giới to thật đấy. Thần Long khẽ nói,
mắt rồng lóe ra tinh quang, tất cả bí mật của Đường Tuấn dường như cũng không thể qua được mắt của ông ta. Ầm ầm. Tiểu thế giới của Đường Tuấn chấn động, một khí tức sinh nhàn nhạt dần dần xuất hiện. Cuối cùng anh cũng đã ngưng luyện ra ấn ký sinh mệnh rồi. Đường Tuấn mở hai mắt ra, sâu trong đôi mắt là sự vui mừng to lớn không gì sánh bằng. Ao huyết chỉ trước người anh đã giảm độ sâu xuống khoảng 100 cm, có thể suy ra vừa rồi anh đã tiêu hao bao nhiêu sinh mệnh chi năng. Đường Tuấn kinh ngạc phát hiện trong huyết chỉ còn có một vật lạ. Một cái màu đen, cái này hình như giống như con giun đang cử động trong máu. Những sinh vật màu đen ẩn náu trong nơi tương đối sâu ở huyết trì, cho nên trước kia Đường Tuấn không nhìn thấy được. Một cảnh này khiến ánh mắt của Đường Tuấn ngưng lại. Đường Tuấn dừng thu nạp sinh mệnh chi năng, chỉ để Long Uy tiếp tục tôi luyện pháp lực và cơ thể của bản thân. Anh đứng lên thi lễ lần nữa với Thần Long. Thần Long nhìn Đường Tuấn, nói, rất tốt, không nghĩ tới cơ thể của một kẻ loài người như cậu lại có thể tu luyện được tới mức này. Cho dù là tôi ở cảnh giới của cậu đi nữa thì cũng không thể bằng cậu được. Nếu cậu đã tu luyện xong thì tôi sẽ... Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 3210.